Tà không bao giờ thắng chánh, mình chỉ biết cái đó. Thời xưa đó, mình nhảy dù xuống, ông Trump ông nhảy sao? Mà xuống đây ông làm tỷ phú, mình xuống đây mình đi bỏ báo ăn mày. Nó ngộ. Thế có một lần hỏi mấy vị sao kỳ vậy? Ừ, ngon bỏ ăn mày, nhưng mà cái lòng của con á, làm nhiêu tiền á, con cho ra. Ổng cũng còn chút tham sân si cổng á, còn mình đã sạch cái đó. Cũng cùng người nhảy dù xuống, cũng là trên trời xuống, ổng trên trời xuống. Thì từ đầu mình biết ổng là trên trời nhảy dù xuống, mình mới binh ổng. Có nghĩa là binh theo mình, chứ Biden đâu phải. Hiện bây giờ đừng ai chơi stop là đúng nhất. Tại vì lúc mà ngũ hành mà đứng lại á, tất cả wifi internet không có liên lạc nhau được. Thế giới sẽ đi một đoạn thời gian để mà inactivate. Tiếng Việt Nam inactivate tất cả những cái nuclear, những cái gì mà chạm ra lửa, những cái radar, những cái máy bay mà không có hoạt động được để mà thay đổi cái màn này á. Tiếng Việt Nam gọi là gì ta? Cúp điện đi hả? Ngưng động không? Thì tóc gì cũng chết. Ai đánh là sạc nhiệt á. Rồi 2 năm trước mình có nói vụ này, mình nói kinh tế xuống là mình có nói trước. Ai mà coi hết từ mỗi cái clip 170 tới 74 này đi, nó có ngày có giờ trên đó, đó là chuyện của nó láo. Thì Kiều kêu ngưng. Rồi đến lúc nào Kiều kêu đánh thì hãy đánh. Tại vì mỗi tuần nó có tin tức trên trời mà. Thì lúc đó kêu đánh thì kêu đánh lẹ lên. Hay chị đánh stop. Chị đi đánh đánh bài với Phật đi, ngồi thiền đọc kinh. Cái quan trọng là nghe tin tức trên thiên đình á, mình biết được ngày mai mình có chết á, mình cũng vui nữa. Còn hơn á là một đám người không biết nghe tin tức của thiên đình, ngày mai vậy là đạch chết cũng biết ngờ chết. Con người mình á chết mà biết lý do chết cũng cười nhắm mắt đúng không? Ai là Phật có nhiều thôi phải nghe thôi. Có nhiều người chết nhảy bịch bịch cũng không biết nào chết. Có mấy thằng bạn cũ á, ê Kiệt, hồi mới vào Mỹ với mày học đại học, tao đâu có nghe mày nói tiếng Việt đâu, mày đâu có biết tiếng Việt. Thay là mày nói tiếng Việt. Ủa Phật mà, Phật muốn nói tiếng Việt thì mà cho mình nói tiếng Việt. Cái thằng lớp 4 dốt mà nói chuyện á, nó khác hơn thằng học hết lớp 12 tiếng Việt. Có một người mà đặt cái câu hỏi bự đi. Bây giờ á, bao nhiêu lịch sử nước Việt, chính chúa 12 đời vua, trăm bộ lạc, rồi nước Việt từ ở sông Dương Tử rồi này nọ, chưa chắc mấy lớp 12 biết. Tại sao nước Việt Nam hôm nay đã thay đổi theo Mỹ? Nhờ ai vậy? Ở trên nói là nhờ Kiệt á, mấy đại ca mình á. Nếu mà không có cái câu Trung Cộng chia 5 xẻ 7 thì họ đã nên chạy theo Trung Cộng hết rồi. Cái thằng này nó ngại nó Trung Cộng với 5-7, tôi phải coi lại. Bây giờ trúng thiệt, nó bậy trúng bạ nhiều lắm, quá trời bạ luôn, đúng không? Ừ, hồi xưa mấy người nói Trung Cộng mạnh rồi thế lực này nọ, không, nó thế giới mắc nợ nó nghìn tỷ, nhưng mà có thằng khùng khùng nảy lên á, nó ảo sao không biết, mà ảo thành thiệt không à. Không phải là ảo thuật nha, ảo này ảo của Phật, của trời, của Bồ Tát. Cho nên nước Việt mình được cứu là nhờ chư Phật che chở. Để mà theo Mỹ trong tương lai, theo cộng đồng thế giới, có tiếng nói tự do. Nước Việt mình bây giờ nó nhiều chuyện lạ xảy ra. Qua vụ xăng này là mình đã nói trước mấy tháng là xảy ra phải không? Tiền thành tiền giấy thấy rồi phải không? Có hết. Rồi bắt đầu đói chưa vậy chăng á, ngày hôm qua Bình Dương á là nó đói nổi loạn quýnh nhau chết không biết nhiều người, tại cái nó không có đường đi á, người quản trí. Có một lần đang nằm trên núi Thiên Long Sơn, buổi trưa trời nóng quá, cái là ngủ nằm hồi mát ngủ không, nó có ghế xanh xanh nó nằm đã ngủ, vừa ngủ mà ông Sơn là ông kêu thái tử thức dậy, thức dậy giọt. Mình đâu có biết, ổng kêu mình thức, lên xe giọt, vừa xuống tới chỗ mà cái hội trường nhàn vàng á là thấy một đống dân chơi nó chạy lên.
Tại lúc đó nằm có một mình à. Cho nên từ bi á, mình nói không có kẻ thù chứ thật sự từ bi chừng nào á, kẻ thù cũng nhiều á. Tại vì con cháu ma quỷ nó không, nó nghe những cái lời việc nói nó chướng lỗ tai nó lắm, nó sốc, nó chịu không có nổi. Nó nói Việt Nam sẽ biến chất thay đổi, nó đâu có chịu, nó muốn thân trước thân sau mãi mãi, nó lo phần nó thôi, 100 triệu dân sao nó đâu có ngó tới đâu, thì nó đâu có ưa mình.